Wow, hấp dẫn ha. Quá hấp dẫn cho một cuộc tình luôn nè. Giờ bé lấy ra một cục nè, đó. Nè, đó. Trời ơi, nó ngon quá ha. Đây là kênh Ồ Thích Ăn Chay. Vô. Hôm nay cô bé làm một món này, là một món của người miền Tây. Thì cái món này coi như là cô bé cũng có học hỏi qua lại gì đó, nhưng mà cô bé chế biến làm theo cái khẩu vị của cô bé. Nếu mà ăn ngon thì cô bé chia sẻ cho các bạn. Món này mà làm đại tiệc đó là quá là tuyệt vời luôn nha. Bây giờ cô bé sau đây cô bé xin giới thiệu nguyên liệu cho các bạn biết. Ở đây là cô bé có 12-13 miếng sườn non. Sườn non thì các bạn mua sườn nào cũng được, hiệu nào cũng được. Thì về ngâm, xả nhiều nước cho thật là sạch, cho nó ráo cái miếng sườn. Dưới đây cô bé có là 5-6 tay nấm mèo, tùy theo các bạn làm ít làm nhiều. Tay bự gì nha các bạn nè, bự có, nhỏ có nè. Cô bé có một cái củ sắn khoảng chừng 200g. Rồi lột vỏ còn chừng 150g. Ở đây là cô bé có mười mấy miếng bò lát. Ngâm, xả, dắt cho thiệt là sạch, cũng khô y như sườn luôn. Ở đây cô bé có 150g nấm rơm. Nấm rơm mà mình mua nấm trắng, nấm đen gì cũng được, tùy theo mình gặp thận đâu mình mua đó nha. Còn đây là con ụ nó thích ăn nấm đen, nó mua nấm đen. Đó là cái nguyên liệu nó lát cô bé làm bò. Đây là mình ăn kèm với bánh hỏi nè, các bạn thấy chưa, bánh hỏi cô bé mua. Thì ở đây cô bé có 4 người ăn thì cô bé mua 700g bánh hỏi. Nước mắm này là nước mắm chua ngọt. Nước mắm này là cô bé đã có chị nhiều clip cô bé đã có hướng dẫn nước mắm mà ăn bún, ăn bò, ăn bún thịt nướng đồ rồi. Chai nha các bạn, là cô bé có giới thiệu rồi. Cái này là dầu hành là cô bé đã làm rồi. Nếu mà các bạn nào không thích ăn dầu hành có thể thấy cây baro nha các bạn. Tại cái món bánh hỏi là phải có hành nó mới thơm, nó mới ngon. Quan trọng là cái món này làm mà các bạn phải nhớ mua đậu phộng. Là ở đây cô bé có mua 200g đậu phộng về nhà cô bé gan. Gan xong rồi cô bé đập ra cho nó hơi nhuyễn nhuyễn vậy nè đó. Này là cô bé tự gan tự đập, hình ra mình ăn rau cái đậu phộng này nó rất là thơm luôn. Là để lát cô bé thử đồ, cô bé xào đồ. Là đây là cô bé có một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, là để hồi cô bé xào đồ cô bé nêm vô rặn cho cái món đồ mình nó thấm với cái gia vị, nó vừa ăn á nha, nó không có lạt lẽo. Cái quan trọng là cái nước sốt để lát mình xiên bò xong rồi mình ướp rồi mình đem mình đi nướng á. Cô bé chỉ mua có 10.000 nước cốt dừa thôi, chứ các bạn ăn nhiều làm nhiều thì có thể nhân lên. Có 2 muỗng hạt điều dầu nhà cô bé Thắng nè, đó. Gói xá xíu, gói xá xíu này ra chợ mua chỗ tiệm mà bán hành tỏi tập quá, từ chỗ nào cũng có bán, các bạn làm các bạn mua rất là dễ luôn đó. Nước xá xíu, sữa đặc đó nha các bạn, thì các bạn mua lon, mua bịch, mua hũ gì cũng được. Sữa đặc đó nha, 3 muỗng. Rồi cái này là xiên que. Xiên que này các bạn vô mấy cái chỗ mà người ta bán đồ mũ, thao, nồi, mũ đồ đó, là mình mua mấy cái xiên que này nó có hết đó. Như cái này là cô bé ăn kèm dưa leo với rau sống với cả xà lách đó. Các bạn nào không thích ăn dưa leo thì khỏi ăn dưa leo, ăn rau sống cũng được. Rồi giờ mình bắt tay nha, vô làm nha các bạn. Cô bé cắt sườn, miếng sườn như vậy nè, cô bé sẽ cắt theo cái hàng dọc nè, nó thẳng ra nè đó. Thôi miếng sườn cắt ra làm 4 á, coi như miếng sườn là cô bé cắt ra làm 4 đó, cắt làm 4 nè. Các bạn dùng con dao các bạn làm nhẹ nhẹ vậy nè đó. Mình làm mình xẻ ra, mình chừa lại chút xíu ở đây nha bạn, cho nó dính nè. Nè, con nửa gì thôi nè, mình chừa lại một chút xíu gì nè. Bạn cho nó dính lại cái dòng này, đặng hồi mình để đồ vô đây mình lụi, nó không có bị hở ra nha các bạn nè. Nó có bé trẻ nha các bạn coi nè. Bỏ sắp lên cho nó cái gia vị, lát mình ướp khoảng chừng 10 phút mình lụi nha các bạn. Bây giờ cô bé sắc củ sắn và mình canh sao cho nó bằng cái miếng sườn này, đặng mình để vô cho nó dễ nha các bạn nè. Đó, giờ cô bé canh nè, nó lòi ra chút xíu cũng sao nè, cái miếng sườn nó bằng nè các bạn thấy chưa, bằng hoặc là nhỏ hơn gì cũng được, bằng hoặc là nhỏ hơn cũng được. Cái này là các bạn cắt mỏng ra đó, cắt mỏng mỏng gì nè đó. Thì cũng sắc mỏng, mình để đứng cái nấm gì nè, cái nấm gì sắc là làm 3, thì theo cái bự cái nhỏ nha các bạn đó. Thì sắc là nó dày cho nó mỏng. Nấm mèo nó bé cũng canh gì cô bé cắt này nha,
canh với miếng củ sắn nè, đó cho cô bé canh miếng củ sắn cô bé sắc nè, đó nè canh miếng củ sắn sắc nè, nè nó dư rồi mình tề lại, làm này là bắt buộc phải tề rồi chứ làm sao mà nhai được đó. Sơ qua cho nó dịu lại mà mình lụi cho nó dễ. Rồi cô bé bỏ củ sắn rồi cô bé xào tiếp. Rồi giờ lấy ra. Giờ củ sắn cô bé xào là vừa thôi, đừng để cho nó chín quá. Chín quá hồi mình lụi nó mình còn nướng nữa nha. Còn lụi không được nha, giờ cô bé vớt củ sắn nha. Thử cái nấm là nếu các bạn không ăn tỏi thì khỏi phải bỏ nha. Mình bé thử cái bò với cái nấm mèo để nó đừng có hôi, với nấm rơm luôn. Mình bé sẽ bỏ một miếng gia vị này vô. Mình đâu còn xảo gì nữa. Bây giờ bỏ hết gia vị này vô. Đường vô thế nào ra khỏi nhỏ dầu dầu nhiều quá. Rồi, giờ cô bé tắt lửa nè, cô bé xào sơ rồi cô bé lấy ra nè đó. Giờ mình làm cái tô nước sốt này để lát mình ướp cái bò lụi của mình cho nó ngon nữa nha. Rồi cô bé em ở đây là 200g đậu phộng mà cô bé bỏ vô phân nữa. Đó, đậu phộng đó cô bé quậy nè. Đó, chén nước sốt, cái tô nước sốt của mình nè. Đó. Rồi xong rồi đó. Ok, xong nước sốt. Thì để đang hồng lấy cái giá này mình rưới nha. Giờ mình lụi nha. Giờ trước nhất cô bé bỏ miếng bò lát vô đây. Bỏ miếng nấm mèo. Bỏ miếng củ sắn. Rồi một miếng nấm rơm kẹp lại. Rồi mình sẽ lụi, mình lụi cho nó theo cái chiều của mình nè. Đó, mình đâm cho nó theo cái chiều nè, đó, theo cái chiều nó đều như vậy nè. 1 2 3 4 cái đều mình là 5 cái rồi. Đó, làm xiên cỡ 4 đến 5 cái. 5 cái được rồi nha. Yeah. 5 cái được rồi, bò lát. Nấm mèo. Nấm rơm. Ổng ghim chặt hồi vô nướng nó ấy à, ổng đúng ngay chỗ này nè. Tại hồi nướng nó bị xúc ra hết. Này là bề mà bề ấy nè, còn bề này là đẹp ghê rồi. Oh, hấp dẫn chưa? Cái này nó dày quá sao nhét vô đây cái nhỏ. Giờ coi như cô bé lụi xong rồi nè. Giờ cô bé thấy cái nước sốt lên đem đi nướng nha, cái này bắt buộc làm phải có lò nướng nha. Wow, hấp dẫn nha. Đó, giờ mình làm nướng một chút nè. Ăn này nó ngon. Nó sạch. Tha cho nó đều mình nướng. Nó ngon ghê không? Rồi, yeah. Giờ đút vô. Rồi. Rồi, giờ cô bé nấu được 20 phút rồi. Giờ cô bé lấy ra chở nha. Chở mặt lại lên cô bé chét thêm một nước nữa. Rồi cái bé đút vô nướng thêm 20 phút nữa. Chỉ lên đây nữa. Có chừng phóng tay. Đó. Rồi. Lấy ra. Nướng thơm phức luôn.
Rồi, hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn cho một cuộc tình luôn nè. Đúng là mình nướng lò than nó ngon hơn á nha. Quá thơm. Cái cây vàng vàng này, này chắc chắn đẹp nè. Rồi. Nè đó, nè đó. Và bắt kẹp vô với dưa leo nè, đó. Cái bánh hỏi cuốn. Với miếng bánh hỏi cuốn nè, đó. Để chấm với nước mắm nè. Trời ơi, nó ngon quá ha. Cái vừa thơm, vừa béo. Cái nướng này nó giòn giòn đó các bạn. Củ sắn nó béo béo lắm. Trời nó ngon lắm, nó giòn, nó thơm, nó ngon lắm. Trời nó béo. Nó béo, nó thơm. Ngon chứ. Cái bạn trai này nó vừa béo mà vừa thơm, cái mùi không hợp. Như vậy cái mùi nó vừa rất là ngon luôn á. Nhà mình có đấm chổm gì đó, làm hết được nè. Muốn cưới cũng được đó. Cưới luôn á. Ăn thử bắp tay mới ngon. Không là cái bắp tay không biết vậy đâu. Thì nếu các bạn nào có thích cái món này thì có thể là về nha. Các bạn đã làm thử đi, cô bé đã nghiên cứu nhiều rồi, cô bé ăn, cô bé thích hết rồi. Ngon lắm rồi. Bao các bạn làm món này là không ai chê luôn. Không có chỗ nào mà chê được một miếng nào hết luôn à. Hả? Bây giờ cô chính bé thành công cái món này, cô bé chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn về nhà làm mà ăn ngon thì nhớ like và subscribe cho hai cô cháu cô bé. Ở xin chào video tới, cô bé sẽ xin suy nghĩ ra những món ngon lạ sẽ cùng các bạn mà để thực hành món chay ngon cho mỗi ngày mình có món hai loại. Rồi cô bé thì có bán hủ tiếu chay vào buổi sáng tại số nhà 168 đường Nguyễn Chí Nghĩa phường 12 quận 8. Thì cô bé bán đổi món mỗi ngày. Nếu mà có bạn nào đi ngang trong hai cây dầu Nguyễn Chí Nghĩa thì nhớ ghé ủng hộ cô bé nha. Thì cô bé bán sáng cái chỗ này mấy 10 giờ là cô bé dẹp rồi, cô bán buổi chiều. Thì còn con tắm thì cô bé bán 1 tháng 6 ngày, ngày mùng 4, 12, 18, 24, 28, 8, mùng 8, mới chơi mùng 4, mùng 8, 12, rồi 18, rồi 24, 28, là 1 tháng bán, cô bé bán 6 ngày. Nếu các bạn nào thích ăn cơm tắm thì có thể ghé những ngày đó. Ngày thường thì cô bé bán đổi món mỗi ngày, coi như là ngày hai món đó, hủ tiếu bán canh cua, hoặc là hủ tiếu bún riêu, bún mắm, và bún thái đồ đó. Bị dịch tìm cháu gọi dịch rồi, vậy cô bé đổi món hàng bò kho, bún bù ế rồi đủ thứ hết đó nha các bạn. Nhớ ghé đi nha, nhớ ghé ủng hộ cô bé nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video này của hai cô cháu mình nha. Chúc các bạn thành công với cái món bò lụa chay này. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye, chào tạm biệt.